Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đợt mùng 2 tháng 9 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023 cho 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dự và trao tặng. Trong đợt này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đã trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí đảng viên gồm: đồng chí Bùi Như Đình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Bùi Hoàng Bào, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thuộc Đảng bộ xã Phong Phú; đồng chí Bùi Đức Dị, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, thuộc Đảng bộ thị trấn Bát Đức. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự quan tâm, ghi nhận của tổ chức Đảng đối với quá trình cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí Bí thư mong muốn và tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, các đồng chí tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển của địa phương và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.